Hello, hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui mọi người. Xin chào tất cả anh em của cộng đồng Thần Thú 3D nha. Xin chào mọi người. Ok, thì ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ lại qua bên Thần Thú 3D Trung Quốc chơi tiếp nha mọi người. Thì ở lần trước mình có làm một cái video rút 300 lần x10 thì có một số bạn vào comment này kia các thứ các kiểu thì ok. Có một số anh em đề cập vấn đề đó là hình như là rút không ra được tướng SSR. Gọi là Pokemon SSR đây này, anh em có thể vào phần hình ảnh để xem. Bộ tướng SR này, những kiểu con bé đây này, ô các kiểu đây anh em, là tướng bộ tướng SR đó. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video, mình sẽ rút ở hai con ạc, mình sẽ tạo hai ạc thôi, rút tầm 600 lần là được rồi đúng không anh em? Đó, 600 lần mà không ra tướng SR nó cũng đủ chứng minh rồi. Ok. Bây giờ thì mình cũng xem rằng nhàng làm gì, bắt đầu nhận quà đó anh em. Đây. Thề đây đúng là đất cho anh em nông dân, gọi là dân nông dân không có khả năng nạp tiền chơi đây anh em. Nhìn cái quà đăng nhập này, 6 ngày anh em, ngày thứ 6 nhận con Mew này. Mưa tướng SR nha mọi người nhá. 20k kim cương, 8k này. P. Mình nói thật với anh em, nhìn cái quả rồi mình thấy mê hồn luôn. Này, ngày đầu tiên vừa vào phát nợ ngay cho Pikachu 4k kim cương, 200 lần rút nhá, 200 lần rút luôn. 200 lần rút X10. Này, chưa kể quà các kiểu nữa anh em. Này đây, quà này. Đây, cái quà này mình thấy mua nó hơi đắt rồi này. 11k kim cương, 6 lần rút. Nghe đắt trên người luôn. Thế mà đúng người mua mình chả hiểu. Thật sự khó hiểu thật sự luôn. Này nhưng mà được quả rút đến 10 đâu nhỉ. Rồi cái sự kiện đây rút đến 10 anh em. Đây ngày đầu tiên anh em mình rút 300 lần anh em mới nhận được cho X Ninja các kiểu luôn. Nói chung game nó tính toán cả rồi. Ký nhận nào. Giờ mình sẽ ký nhận rồi sau đó sẽ đi mua quà VIP luôn. Quà VIP thì cái đây à. Đây quà VIP đây anh em. Được cái game khá là ưu đãi, quà VIP chỉ có tốn 1 đồng thôi anh em. Đây 1 đồng này anh em có thể nhận được tất cả quà rồi. Đó. Rất là ngon luôn. Hôm sau mình sẽ làm một cái thử cày bên này xem như thế nào mọi người nhá. Thử một ngày cày cuốc đốt hết tài nguyên liệu xem một ngày mình thu về được bao nhiêu. Mình nghĩ là chắc cũng rất là nhiều đó. Một ngày mà cày con nạc bên này chắc một ngày chắc mà lên được level 4 mấy 6 mấy luôn á. Rồi chưa kể được chiến toàn team nó lại lên khủng khủng lắm. Bởi vì mình thấy bên này anh em cày lên được chiến cũng rất là gắt gao luôn. Đấy. Dạ thôi mình tập trung mình mua quà cho nhanh tay nha. Mua nhanh còn ra rút X10 cho anh em để xem nào. Mình cũng muốn thử xem bởi vì hôm bữa mình cũng rút thử 300 phát mà mình thấy ra tỷ lệ ra tướng. Nếu mà anh em để ý thì ra được, nhưng mình đến có 5-6 lần ra được con bet 4 sao thôi. Còn lại toàn bet 3 sao mà nói chung tỷ lệ rớt bet là nó cũng rất là thấp. Đó. Nên là mình cũng muốn thử test thử xem biết đâu được. Hôm nay lên nhân phẩm thế nào lại ra được tướng SR nên anh em chơi luôn đấy. Ra tướng SR là chơi luôn, không bỏ đâu. Ok giờ thì chúng ta sẽ đều đi up X10 nhá. Đây 128 lần là vị trí là được 28 lần à. 20 đại khái nào cũng nhiều đấy anh em. Nói chung là nút này mình thấy rất là nhiều. Đại khái trên 30 lần. Là đầu tương đặc biệt được ra bet 3 sao luôn. Hôm nay ra dòng cá chép này. Tiếp tục lần tiếp theo. Mình cũng nghĩ cũng có khả năng nó sẽ không ra được bet SSR đâu anh em. Khả năng ra được bet SSR chắc khó lắm. Đây lại được bet 4 sao tiếp nhá. Hai phát luôn này, hai phát liên tục ra bet 4 sao luôn. Ra tiếp theo. Rồi 3 sao mọi người. Tiếp tục. À, ở bên game này nó có code nhá. Tí mình sẽ chia sẻ cho anh em xem cái code luôn, nhận luôn cái code này quên mất đấy. Hôm bữa nói là mình cứ quên. Mấy bên này hay trùng nạp lắm nhá. Đây này, đấy, nó ra cá nó kiểu nó ra liên tục một con anh em. Nó cho chúng ta kiểu liên tục một con này thì nên anh em update sao cho nó lên bằng 4 5 sao á. Mình đến rồi. Rồi ra rắn đá này. Ui, nó rút bên này nó rút mệt nghỉ thôi anh em. Bet nhiều ghê luôn á. Đấy. Này lại ra cáo này anh em này, mãi bet 4 sao nhá. Được 4 con bet 4 sao đúng không? Đó, 4 bet rồi. Đấy. Đùa biết đâu này nhân phẩm lại rút ra bet SR đấy, đùa đâu. Hên hên là ra bet SR anh em chả nói trước được. Lại bet 3 sao. Tiếp nào. Ba sao tiếp mọi người. Ba sao, đã số toàn ba sao. Nãy giờ được mới được 4 con đúng không mọi người, đếm mình nha. 3 con đúng không? 3 4 4 con rồi anh em, 4 bet 4 sao rồi. Đấy mà rút cũng khá tương đối rồi đấy chứ mà là không. Mình sẽ phăng thẳng 300 lần luôn. Tiếp nào. Rồi, lại bet 3 sao. Toàn bet 3 sao hay. Nhưng lần nào cũng ra bet cũng khá là êm mọi người, lần nào cũng ra bet này thì cũng rất là ngon. Đấy. Rồi lại trùng rồi. Vịt này. Ra vịt. Tiếp nào.
Rồi Pikachu anh em, 3 sao tiếp. Tiếp tục nào. Đây là server mình đang làm ở server 89 nha mọi người nhé. 558 chứ 58. 58 thì phải chứ, mình qua server 59 để làm luôn, tiện mình cày luôn bên server 59 chứ không cày đây. Để xem nào. Ui, rút mệt nghỉ luôn anh em, rút thì đến đuối người luôn. 600 phát, hôm nay rút 600 phát nha. Nếu có ra được bet R không? Đùa phát nổ ra bet R là hơi bị rực rỡ luôn. Lại ra Pikachu này. Cái gái chúng ta rất là nhiều bet, nói chung mình thấy là khá là rút bet ở đây thì thoải mái anh em chơi. Nói chung game lậu đa số là game dành cho anh em nông dân không có khả năng nạp tiền rồi. Cái này thì không cần phải bàn luận rồi anh em. Đó. Này. Nhưng mà chắc hôm nay mình cũng làm nốt cái series này thôi, bởi vì hai game cùng trên một máy nó không thể đăng nhập được anh em, nó khá là khó khăn. Đó, nên là rất là khó khăn luôn. Rồi, lại ra một SR tiếp. Lại ra cáo mọi người. Hôm nay này không ra nhiều bet 4 sao khác nhau nhỉ, nó ra nó kiểu như toàn trùng lặp á. Để tí qua xem cày bên tí mình qua bên kia rút tiếp anh em. Giờ rút tiếp phăng hết kim cương luôn. Lại chơi khô máu luôn anh em để xem. Chô không sao chép được rồi. À lại còn đăng xuất ra ngoài này nữa à, thế thì khổ tôi rồi. Ô lại bị băng hết game anh em, quái nào đăng nhập thế nào giờ này end hết game rồi này. Ok, nói chung thì mình cũng đang tính từ bỏ bản chung này. Đó, trải nghiệm chơi vui thôi, nghiệm nó vào lại còn lại 100k kim cương rồi, chết giờ cứ mỗi lần vào reset lại thế này có mà chết à. Ô chết giờ rồi, lại reset lại rồi anh em, buồn thật sự chứ. Ok, nói chung thì trải nghiệm cơ bộ đến ngày hôm nay rút x10 thì mình có thể thấy đó là anh em cũng có thể thấy đó là tướng R bên này rút rất là khó luôn. Đó, chứ cũng không hề dễ. Nhưng mà bữa nay mình không hiểu sao nhưng mình trải bản này thì mình không chơi được bản Việt. Ok, nói chung thì video hôm nay chắc kết thúc đây thôi. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like và share. Chúc anh em đăng ký kênh nha. À còn đâu nhiều bạn sẽ thắc mắc là gì nhỉ? Cái video hướng dẫn tải đúng không?
Mình có làm một video hướng dẫn tải nhưng anh em nhé, mình có để phần mô tả luôn, quên không nói đầu video, giờ đoạn cuối mình nói biết là bạn nào có xem đến đoạn hay không. Còn anh em nào xem đến thì nhớ kích vào kênh nhá. Bên kênh mình có làm một cái video hướng dẫn tải thần thú 3D chung cho anh em rồi. Đó thì anh em có thể kích vào xem hướng dẫn và tải nhá. Đó, anh em thích trải nghiệm thì có thể đi vào xem tải và về chơi. Nói chung thì mình nghĩ đây là một thể loại game xứng đáng để anh em trải nghiệm. Chủ yếu là anh em biết không thôi, không có tiền làm thì có thể qua đây trải nghiệm những con bét khủng, trải nghiệm sờ tay và được những bét khủng chơi cho nó thoải mái anh em. Đó, nhưng mình cũng vậy thôi, mình cũng chẳng hay có tiền làm game anh em. Chứ đâu mấy cái bàn cái này cũng rất là khoái, chơi rất là thú vị, thật sự cảm nhận rất là vậy luôn. Nãy giờ thì ra rút đến 10 lượt nữa cho anh em xem, nhưng mà mình thấy rồi, nói chung mình vẫn nói đi nói lại, mình vẫn thấy nó như vậy anh em, nó không sai. Đó. Có nghĩa rút 10 bên này hay là bên Việt thì mình nghĩ chắc cũng vậy, hay bên Việt mình còn dạy từng SR không thì anh em comment mình biết nhá, chứ mình thấy bên này là không có nhá. Anh em thấy vậy và bộ con này cũng không có từng SR luôn. Bây giờ cái nút tắt video của mình đây. Đó, cho nên là thôi, cũng kết thúc video thôi anh em, không ra được thôi, rút 300 lần thì không ra thôi chứ bỏ đi. Đấy. Từng SR bên này nói chung là cũng khó anh em. Tạm biệt nhá. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.